ca một cái. Chiếc âm ly này có mức giá là 590k. Chiếc âm ly này em bán lâu lắm rồi, 2-3 năm nay rồi các bác biết rồi đấy. Trước là 680k, nhưng bây giờ là cái số lượng nhập kể cả là theo loa nó nhiều đấy. Bây giờ còn 590.000. Con này có echo, con này hát karaoke rất hay. Bác nào cần cái clip test karaoke em gửi cho. Còn hôm nay em Tuấn sẽ về một mã loa, đôi loa này của ND cái gì đây. Con loa này báo cáo bác là mức giá là 299k. Được thiết kế một loa bass súp này. Phía sau này là nó có một con đôi tép nữa. Đây phía sau đây. Bên này một tép rom này. Và bên này một tép rom nữa. Đây. Tất cả những dòng loa này là được thiết kế để lắp độ được lắp trên các thiết bị, được lắp trang thiết bị nghe nhạc hoặc là âm thanh hoặc những dàn nghe nhạc lớn ấy, hoặc là trong xe ô tô hoặc những thiết bị khác. Nhưng mà đây là bán ra ngoài mức giá 299k. Cái này các bác có thể lắp độ chế ở trên xe hoặc các phòng nghe nhạc, như phòng nghe nhạc, phòng trà, phòng khách. Các bác để các góc ấy, cho em ốp theo giá này, nó vát góc thôi nhé, mình có thể treo được. Để bác nhìn này, các mã quét của nó này, để em nhìn cho mã này. Đây này, những cái thiết bị này là những thiết bị để sản xuất, để lắp cho, em cũng không nắm được nó là lắp cho xe nào đâu hay là thiết bị gì đâu, nhưng mà cứ có hàng về để nhập thì chúng ta báo bán cho bác luôn. Mức giá là 299.000 một chiếc, hai con tép đom hai bên này, không nhé. Về có những dòng này các bác ốp theo tường này, nó có cái giá gáng, giá này, chân vít này rất là tốt, hoặc là các bác có thể để lại được, rất là đẹp đấy. Nhìn chưa, đây để em xem dưới đế này. Đấy, đây đế, đây đế, nó thật ra là những dòng này nó thiết kế lắp xe hay lắp độ ở xe hay thiết kế gì đấy mình không nắm nổi. 299k một chiếc nhé. Bắt đầu lấy cả đôi thì báo cho em. Bởi vì là thật ra đây là giá này em Tuấn bán để gọi là gửi đến cho các bác, những là bác nào đam mê nghe nhạc. Tiền mình không có nhiều, vẫn thích nghe. Con âm ly này 590k, còn loa này là 299k một chiếc. Bắt đầu lấy cả đôi thì lấy, không lấy một chiếc lấy tùy. Em đang phát Bluetooth nhé, phát từ cái điện thoại này, bắt Bluetooth vào đây này, đây. Con âm ly này là chạy được cả thẻ nhớ này, USB này, và có hai cổng mic, và có đường echo này, bass, tép, reverb có hết. Và đặc biệt là con âm ly này có thể cắm được điện 12V, đang dùng điện 220 nhưng có cả cổng 12V ạ. Loa thì em báo rồi nhé, 299.000 một chiếc nói luôn ạ. Đây này, con này nó thiết kế để nó áp vào những cái cánh loa đấy, cánh loa của xe hoặc là một cái thiết bị gì đấy chẳng hạn. Đây, nó rất là nhiều. Nhưng mà đấy, 299k bao nhiêu? Ok chưa? Bát đánh thì uy lực lắm. Đặc biệt là cái con bát này bác chú ý hộ em nhé. Đây mà tôi giới thiệu cho bác này. Đối với cái đường bát, đây này, em bỏ này ra. Đối với đường bát thì con này nó có hai đường tép riêng nhé, hai đường tép độc lập và hai đường bát độc lập. Có nghĩa là con này nó, bác nhìn thì nó chỉ có một loa, một cái bát này thôi, nhưng mà trong này nó hai côn ạ. Con này chạy hai côn bác nhé. Bác chú ý hộ em là nó có hai dây đỏ và hai dây đen, thì mỗi một dây đỏ là đi với một đường côn, nên bác bắt buộc bác phải đi hai đỏ anh em với nhau nhé. Đấy, riêng con bát này có hai côn, còn đằng sau là có hai tép luôn. Đấy, hiện tại là có tám sợi dây. Chú ý đi đường theo đây cho em. Các bác đi này, đây. Tóm lại là bác nào không biết thì bác tước hẳn cái này ra. Bên trong này nhà sản xuất người ta đã cuốn theo rồi. Ví dụ như con tép này thì nó sẽ đi với một cụm với nhau, nó xoắn bên trong này này, nó xoắn đi với nhau rồi, nó không bị lẫn đâu, nên bác không lo lẫn. Sau đó bác chỉ tách mỗi một pha, bác lấy một dây thôi là ok. Có nghĩa là trong đấy có 8 dây nhưng mà họ đã xoắn 2 dây một cặp, cứ 2 dây một cặp với nhau rồi, không thể nhầm được. Mình cứ tước ra mình sẽ biết. Đấy. Và báo cáo bác là bộ này em
vừa báo giá cho bác rồi, 299.000 một chiếc. À, chiếc âm ly 590k, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn. Mức giá quá bẻo, bán như thế để cho các bác lấy tương tác cũng như là bán để cho các bác nào ít tiền có thể giải trí. Và những dòng này các bác có thể lắp trên loa phòng trà, phòng khách, phòng nghe nhạc, phòng nghỉ, nhà nghỉ được. Bác gá khắp nơi cho em. Hay lắm, chất âm đủ. Chất âm không thể chê được. Chào các bác.